Có cái búa không? Miếng thì mẹ ông gì? Đừng, đừng có mà vặn đi, không tí non gáy đấy. Mang nghiên cứu đi, xong là để đằng sau kia cho ngày mai ngày kia này vào là mua ống nước về, xong là kéo ống nước vào thôi. Nhà sắp xong rồi. Cái này về để cái chỗ này anh em bảo đây nhỉ. Đâu rồi ông, đâu rồi ông, chui vào trong đấy. Đâu xem nào, dựng lên xem được chưa, được chưa, xem là cái túi phụ kiện nó để đâu hết rồi ông. Không, cái túi phụ kiện nó này, làm gì có cái túi phụ kiện nào bên trong này. Anh em anh xem cái túi phụ kiện thế nào. Mấy cái nắp này này ông. Phải vặn chắc vào đấy. Có băng tan mà hôm nọ mua băng tan còn gì nữa. Có rồi, trong cái túi đỏ trước cháu xuống, cháu với anh Khương xuống cháu chẳng mua cho rồi đấy. Ừ, để trong láng đi, ông đi tìm đi. Đi xuống lá xem nào, ông đi xuống lá xem nào. Đi anh em mình bê cái này ra sau kia đi. Cái này đặt lên nhá, mà không méo một tí không sao đâu ông ơi. Không sao đâu, không sao đâu. Sao lại mọi người nhấc, mọi người không nhấc ấy. Xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với số tiếp theo trên kênh A Giang TV. Các bác thân mến, hôm nay thì mấy anh em xuống nhà ông gì các bác ạ. Anh em trong team là xuống thì hôm nay là đi để xuống lắp cái téc nước cho hai ông cháu. Là cái téc thì cũng mang xuống đây khá lâu rồi, tuy nhiên thì khi mà trong quá trình làm nhà thì cũng chưa xong. Cũng không biết là để đâu á, bây giờ thì sắp xong rồi thì cũng phải lắp để chuẩn bị là kéo ống nước. Hôm sau đến thì anh em chúng cháu sẽ mua ống nước và dẫn nước vào trong téc để cho hai ông cháu luôn. Ai đi trước là để đâu? Anh em thợ thì cũng xuống làm rồi. Sau khi mà cũng thông báo với các bác một chút là được 2 ngày 3 ngày hôm nay thì anh em chúng cháu là không có đi chia sẻ, những cái hoàn cảnh đều là do là gia đình có một chút công việc cũng như là chuyện buồn thì không thể đi chia sẻ hoàn cảnh được. Mà thầy nốt thảm lắm ạ. Hộ em phóc một tí. Phải lắp cái téc trước này thì còn lấy nước về đấy nữa. Anh em là bắt đầu là chắt rồi. Chưa nhìn thấy bao giờ anh em chắt nhà ấy. Ôi chỗ nhà ông nhiều nghệ đấy nhỉ. Không phải nghệ đen đâu, đừng có mà màu đi. Anh Tính ơi, chào các bác đi Tính. Đừng có mà dùng cái bay. Chắc phải dùng cái cuốc để đào ấy nhỉ anh ơi. Ông chẳng biết đi đâu rồi. Ông gì ơi, phải đợi ông về để lấy dao đã. Ông dị này còn không biết đi đâu rồi. Đấy, căn nhà thì bây giờ cũng được chắt rồi các bác ạ. Chắt phần đằng sau, còn phần bên trong thì không biết bao giờ mới chắt nữa. Anh Tính ơi, bao giờ mới chắt đằng trong ấy? Mai á? Ông ơi, tìm thấy không? Hỏi anh Khương em để đâu nào? Dồi ôi, thế là ông để đâu ông còn không tự nhớ rồi đấy. Đâu? Phải để cái chỗ đang cái téc kia kìa. Nhà anh em nhỉ, để trên kia thôi nhỉ? Anh để đây luôn thôi nhỉ? Để đấy. Còn để chỗ này nó bập bênh nhiều quá. Bập bênh nhiều đá. Với lại hẹp ấy. Sợ. Tí mình xin một ít xi măng. Xi măng về để làm trụ nó. Các anh
để mình làm trụ. Làm trụ đi. Đấy. Quyết định để trên kia nhá. Cái đá mà mình nước đầy chắc cái kéo nặng thế rồi. Rơi cả nó hơi xa tí nhưng mà nó chỗ này nó chắc chắn hơn. Đúng rồi, đúng rồi. Lúc đồng màu mà thấy. Đây để chỗ này nhỉ. Ok, quay đi. Bắt đầu. Thôi anh em mình quyết định để đây đi, để đây xong tí dưới này phần cái phần nào nó bị bớ bênh thì tí sẽ cho viên gạch cũng như là mình đổ lấy xi đổ chân nó trụ thì nó mới chắc được. Để chỗ này nhỉ. Ô, không tìm thấy à? Ui ôi. Tình hình là ông gì xin mấy anh em thợ mấy viên gạch nhỉ. Mấy viên gạch xong à mượn cái bay xa đi. Tí xay qua cái chân một tí để cho chắc chắn. Lấy bay xi gạch. Ok. Cái này thì lấy làm cái gì, nó không có băng tan đấy ông. Sao có bụng ăn là này lấy đúng không vậy? Dữ vậy yên đúng. Ông chào các bác trước đi. Ông còn chưa chào các bác rồi. Chào các bác. Cầm mic lên không? Cầm mic lên. Đấy, cầm mic lên. Đấy. À, xin chào các bác. Không, để thế này. Không phải để như thế này thì các bác mình nghe thấy. Ừ. Xin chào các bác. Được, chặt mic cho cậu. Đấy, anh cầm mic đi xong là để em đi với ông gì để đi mượn xi với lại à. Chào ông Nghiêm, xin chào các ông, các bà và quý anh chị nhé. Chào, xin chào quý anh chị và các bác trên kênh của A Giang TV ạ. Ông ơi đi. Đâu, cái đấy phải dùng đấy. Cái này để đấy, mai vô băng tan xuống cho. Cái này ông cứ để đấy đi, xong để mai cháu mua băng tan lên cho ông ấy. Bây giờ cái chỗ này làm sao mà hết được. Ra tình hình là anh em mình cứ làm cái chân cho chắc chắn em ạ. Làm cái chân cho ông xong là đấy. Không. Cái đấy thì đúng rồi, để hôm nào anh em mình ra lắp ống ấy thì anh em mình làm cái đấy. Mấy anh em đang trộn vỡ ở dưới kia thì đi xin mấy anh em một ít để mình làm cái chân chắc chắn á. Lấy nhiều quá không? Cái này mỗi chân phải 3-4 viên đấy. Xong là sơn vào nữa thì rất là đẹp. Em xem mấy cái video cũ trên của kênh Tang và kênh Phương. Anh Phương thấy cái nhà cũ kia là mục á, mục rác á. Đúng rồi. Sau khi mà được cô bác với cả bác Trường Quân tài trợ làm được căn nhà như này là ông cháu có duyên đấy. Nào, của anh em mình cô bác anh chị. Rồi. Đấy. Và hơi vào trong anh em mình nhấc lên để đấy, để đây. Tầm này thì đẹp hơn. Đấy, xoay chân đường như này tí cửa kê bên đấy. Dưới chân này thì tí anh em mình kê vài viên gạch lên bởi vì à sau này có nước nặng về lâu nữa thì nó sẽ bị lún xuống. Còn bây giờ anh em mình xuống đi. Xuống cùng Giang với cả ông gì bê ít gạch lên.
anh em mình tận dụng cái gạch vỡ này đi luôn nhá. Cái này thì các chú thợ cũng không dùng đến nữa thì anh em mình tận dụng luôn để đi xây cái chân nó cho chắc chắn cho ông, chứ không sau này mà đổ thì một mình ông không biết sửa. Em lấy cái bao đi, hóa ấy. Đây, anh em mình để vào đây đi. Đúng rồi, để đây cho hai anh em mình khiêng lên. Đang chát như này chắc là gạch không thiếu mấy rồi. Mấy cả cái gạch này là gạch mấy em thợ bị vỡ mà. Chắc là anh em bỏ đi rồi. Nhưng mình tận dụng cái này luôn. Leo đây. Leo này chắc dễ hơn nhỉ. Đi, đi đường này đi. Có khi mấy anh em nhấc cái bánh lên luôn dễ hơn đấy. Thế bây giờ là mấy ông cháu là vận chuyển vật liệu nhá, để anh ở đây xây cho nhá. Anh là ngày xưa đi theo anh Khương nhiều nên là cũng biết xây dựng một chút. Đổ đi em. Xuống xong. Đây đây. Anh em mình kê cái gạch này vào thì kể cả sau này để nước nặng ấy nó cũng không bị lún xuống. Xây vào thì nó không sao cả. Đúng rồi. Đúng rồi. Hôm nay chỉ xây chân nó xong à, dựng tách vào thôi ông nhá. Còn hôm nào mua ống về lắp đường nước cho ông ấy thì mới xả nước vào trong tết được. Cho được một viên đấy nữa.
Đúng rồi. Đấy. Từ từ đó mà để cho một. Rồi, đấm vào xem nào. Đấy, hợp lý rồi, bây giờ tí bên này nó chỉ cần cho lên tí thôi. Ờ, hóa em xước cho anh mấy xẻng. Quyết bao giờ mới đi học về đây ông ơi? Thứ 6 hôm nay thứ mấy rồi? Mấy thứ 5 rồi. Cho anh một xẻng nữa. Chắc tính rồi. Tầm này thôi. Đâu anh em được rồi. Chắc phải để lên một viên nữa nó mới bằng kia. Không thì bỏ đi nhỉ. Bỏ đi. Con dao kia, chỗ anh tính kìa. Cho một cái viên lành đi. Nhưng mà ngắn thôi, đấy đấy, ngắn tay em hóa. Anh em là cũng chuyên nghiệp đấy nhờ. Ngày xưa là cũng có tí nghề đấy. Cũng theo nghề xây này được thời gian. Ông gì giờ này ông còn đi nhà thuốc không? Ông bận. Thời gian này lấp đất trong nền nhà này thôi nhỉ. Đấy, tầm đấy. Để cả viên em ơi. Không phải để cả viên đâu anh, để cả viên nó cao á. Để nửa đâu. Đấy tầm đấy là vừa rồi. Đấy. Em cho anh một xẻng nữa đi. Ok luôn này. Đấy, được tầm này là đẹp quá. Ông nghe, đeo vào nhỉ. Rồi, dịch sang đây tí. Rồi. Ở dưới này mà hôm nay trời lạnh không? Có mà. Có. Như hôm qua hôm kia là mưa to đấy phải không? Ui, quá to đấy, đây dược hết rồi. Hóa em cho vào đây xẻng nữa. Vâng. Anh Hóa cho vào đây một xẻng anh Hóa. Thưa đấy. Mùa này ra là cũng mùa to đấy nhỉ. Thì lá nó của ông kia là nó làm tạm bỡ nên là rột thôi. Ê, ăn tay bị tay chút đề nó. Lệch lệch với chân đấy không? Không kìa. Đấy, phải để như thế. Này. Cái gì lên đấy? Cái đổ cát là đổ xi. Không, cái chân đấy cho lên tí được. Đấy, đúng rồi. Để chân này. Chân kia phải sửa lại chân kia. Chân này nhá. Không được. Không phải đấy trước kia. Đây đây. Đấy, phải để như thế. Đây. Bên này đổ xi vào nó. Đúng rồi. Cái này bỏ xi vào đây. Không à, nếu mà anh có gạch vụn anh cứ nhét vào đấy. Em cứ đổ vào đây. Cao quá. Cao hơn rồi, cao hơn rồi. Không, không phải để cái viên đấy nữa đâu. Đặt xuống là vừa rồi đấy. Cái chỗ để đây. Tôi để xem chân kia không anh. Đấy, chân. Chỗ này phải sửa lại đấy. Đúng không anh Tính? Anh thử xay. Anh thử xay may mắn. Để ông xếp bên này nhé. Để tí anh em qua xay cho em nhé.
cho một nửa ra đây. Bên ông gì cao đấy. Bên ông gì cao rồi, chỉ đi một viên thôi anh ơi. Có ông để thế không được đâu. Dưới này nó có, ông nhấc cái viên này đi. Nhấc cái viên đấy, dưới này nó có xi. Nhấc lên không? Cái viên này ông để thế gì? Đúng đấy. Xuống rồi, lên 3 xuống rồi. Hơi cao tí. À, đào đào đất xuống một tí em ơi. Nào, ra anh ấy cho. Đúng rồi, đào đất một tí. Nào, mình đập viên gạch ra thì nó sẽ không được chắc chắn. Thì mình đào đất xuống đi. Bàn xoa đấy, bàn xoa. Giang hình như là chưa đi làm thợ xây bao giờ đâu đúng không em? Chưa. Em chỉ đi bốc vác thôi đúng không? Đi bốc vác này, chưa đi bốc vác. Bốc vác với hàn xì đúng không? Giang là cũng có tí nghề hàn xì nhỉ? Vâng, hàn xì thì biết, thợ xây này thì cũng biết. Ôi. Con gái có thừa. Hả? Con gái có thừa. Hôm nào? Con gái không, con gái đâu có vợ rồi. Đây, trước đi. Trước, ừ, trước giờ có vợ rồi. Cho một ít sang chân bên này nữa anh nhỉ? Ông gì thì cũng rất là nhanh trí đấy. Sợ là vợ Giang nghe được cái video này nên là ông cũng đánh trống lảng cho luôn. Thế là quá đẹp luôn đúng không? Ông gì đã thấy hài lòng chưa? Như thế này yên tâm chưa? Cứng da thì nó... Đúng rồi, mình lại để cho nó cứng không ạ? Còn cháu bảo nhá, bây giờ hôm nào mà buồn buồn ấy và muốn ngắm cảnh đẹp ấy, ông có thể là đi lên trên rừng lấy cây vầu với ông chặt ra, ông làm cái xà ở đây. Ông mang chiếu, mang chăn thì ông ngủ, ông ngắm trời, ông ngắm đất luôn. Đấy. Đấy. Chỗ hòn đá này ngồi chỗ này, nhìn đấy. Nhìn kiểu gì? Ông đâu thì ngồi chứ nào? Đấy, ngồi kiểu đấy chiêu ra kia. Cái này bây giờ anh em mình đặt tách lên luôn cho kiên cố hay để như thế đã nhỉ? Để cho khô đã nhỉ? Để cho khô đó. Thôi cứ để thế đây. Cái này thì bây giờ đặt tách luôn được. Đặt thì nó sẽ nó dùng ngoài đấy. Không sao đâu. Để cho nó cố định một hai hôm nào, cái này là cũng nhẹ mà. Nếu mà đúng rồi. Thợ này, mình còn để vặn đấy. Hôm nào à mình ra lắp nước cho ông ấy. Cái nước này thì chắc mình tự lắp thôi nhỉ? Nước thì tự lắp hết anh. Đúng rồi, tự lắp đi. Không có kinh phí. Để tiết kiệm chi phí cho nhà ông. Bởi vì mấy cái đấy anh em mình làm được mà. Những cái nào mà anh em tự làm được các bác thì sẽ tự làm hết. Không biết nước kiểu nào đâu nhỉ? Để chỗ nào nhỉ? Thì nước để đây rồi. Ý là dẫn đường đâu, nước đâu, nước nhà ông ở đâu? Đường bên kia mà. Thì mình kéo tí từ đầu nguồn xuống chứ ông, cho nước nó sạch. Nước đấy có phải đầu nguồn nhà mình không? Có. Đấy, thế thì nước nguồn nhà mình thì mình muốn kéo chỗ nào xuống cũng được. Nó xa tí nhưng mà lấy được nguồn nước sạch xuống cho ông dùng. Đúng không? Cái nguồn của ông là ngay cái chỗ ao cá. Đúng không?
Đấy thì nước đây cao rồi. Không cao đâu. Cao đấy. Không cao, không cao. Nước về được, nước về được. Không được đâu. Đây không được. Nếu mà nó cao thì mình lại dẫn từ bên trên kia xuống. Kia đấy, từ dẫn từ trên kia xuống. Bên trên kia còn nguồn nào không? Đấy là cũng là nguồn của nhau ông mà, nguồn gốc của cái chỗ gần cái ao đấy. Thế thì kéo đấy, bây giờ cứ kéo gần từ đỉnh kia lên về. Thế giờ anh em mình đi dò cái đường nước tí nhỉ. Không à, mấy nữa anh em mình kéo thôi. Mình còn biết đường nước ở đâu để còn lấy. Kéo nếu mà ở cái chỗ ao kia thì tôi nghĩ là nó cũng không kéo đâu các bác ạ. Cái này thì mang xuống giả mấy ông, mấy anh thợ. Hay cái này để đây đã, mấy nữa xem mà dẫn nước về anh em mình còn sửa thêm cái gì thì sửa cho nó chắc đã. Đi. Cháu Giang xin mến chào tất cả các bác anh chị. Trước khi các bác anh chị tiếp tục theo dõi video thì cho cháu Giang xin phép quảng cáo một chút về gian hàng thiện nguyện của A Giang TV các bác anh chị nhé. Ngày hôm nay thì cháu Giang muốn gửi tới các bác anh chị một số sản phẩm hiện nay trên kênh đang bán cũng như là phục vụ tất cả các bác anh chị, đồng thời là đang giúp những hoàn cảnh như là em Hưng Thuận hay là ông gì là bán những cái sản phẩm đấy. Cái sản phẩm đầu tiên mà cháu Giang muốn gửi đến các bác anh chị đó là sản phẩm thuốc đau xương khớp. Thuốc đau xương khớp này thì bao gồm 7 loại thảo dược như là cây trinh nữ, trái nhầu khô hay là củ binh vôi, củ chìa vôi hay là cẩu tích, thì kết hợp cây cỏ xước, cây tơn trơn, kết hợp tất cả các loại cây thuốc vào để tạo nên một loại cây thuốc thần dược như là cây thuốc đau xương khớp này. Thì cái này thì cũng là ông dì đi lấy về và cháu Giang có bán hộ cho hoàn cảnh hai ông cháu Quyết và ông dì của ba anh chị nhá. Khi mà có ba anh chị mua hai sản phẩm cũng như là hai cân thuốc đau xương khớp này trở lên thì cháu Giang cũng sẽ tặng các bác anh chị là một cân trà sâm mật Hồng Sơn này để các bác anh chị về sử dụng. Trà sâm mật Hồng Sơn này thì cũng rất là nhiều công dụng như là bổ thận, mát gan, lợi tiểu, giải độc gan, an thần, giúp tiêu hóa tốt, đặc biệt là trị viêm gan, xơ gan, các bác anh chị nhé, khô gan nữa, gan nhiễm mỡ. Thì trà sâm mật Hồng Sơn này công dụng nó thì tương đương với lại trà giả của Lam. Tuy nhiên thì giả của Lam thì uống có vị đắng, còn là trà sâm mật này thì là có vị ngọt các bác anh chị nhá. Thì các bác anh chị yên tâm là các bác anh chị mua hai sản phẩm trở lên thì chúng Giang sẽ tặng các bác anh chị một cân trà sâm mật này. Đấy. Còn hoặc là tặng các bác anh chị là một lọ chầm chéo với lại một lọ hạt dồi với lại mắc khén. Đấy thì mắc khén thì hôm nay thì cháu Giang hết mất rồi. Hôm qua có các bác anh chị là mua ủng hộ ấy, nên là cũng hết mất rồi ấy. Nên là cháu Giang sẽ đóng mắc khén với lại hạt dồi vào cái lọ như thế này này, xong là để khuyến mại cho các bác anh chị về thưởng thức những cái đặc sản Tây Bắc của các bác anh chị nhá. Ngoài ra thì các bác anh chị có nhu cầu sử dụng riêng những cái lọ này thì cháu Giang cũng sẽ bán cho các bác anh chị. Còn đến sản phẩm thứ hai đó là sản phẩm mật ong hoa bạc hà. Mật ong hoa bạc hà sản phẩm của núi đá, gọi là vua của tất cả các loại mật. Chỉ có ở 4 huyện vùng cao như là Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ thì mới có. Có đặc biệt là 4 tháng cuối năm. Thì cái này là anh em chúng cháu thu mua lại của bà con và anh em thợ rừng thì mới còn thôi các bác anh chị ạ. Bây giờ cháu Giang sẽ rót ra cho các bác anh chị cùng xem cái chất lượng mật nó tốt như thế nào các bác anh chị nhé. Đây. Đấy, mật nó rất là sánh này các bác anh chị này. Đấy, sánh này, rất là sánh. Ôi dồi, đặc sánh luôn. Cũng như là cái màu mật thì rất là đẹp. Đây này các bác anh chị có thể nhìn cái độ sánh của nó này. Đấy. Đấy. Đấy, mật này các bác. Vua của tất cả các loại mật. Đấy. Rất là mong các bác anh chị sẽ mua ủng hộ gian hàng thiện nguyện của anh em chúng cháu để gây quỹ nha các bác anh chị nhá. Còn đến sản phẩm thứ hai là sản phẩm mật ong khoái của hai anh em Hưng Thuận, là em Hưng là đi vào trong xóm cũng như là đi vào trong rừng để khai thác về, có như anh em chúng cháu bán cái sát nó thì hôm vừa rồi là cháu Giang gửi cho cô bác anh chị hết mất rồi, còn bây giờ là còn 4 lít thì rất là mong các bác anh chị sẽ mua ủng hộ cho em Hưng của bác anh chị nhé. Cháu Giang cũng sẽ test cái chất lượng mật nó như thế nào thì cô bác anh chị cùng theo dõi cũng như là nhìn thấy này cô bác anh chị này. Đấy.
Này các bác anh chị có thể nhìn thấy này. Đấy, nhìn chất lượng mật chơi của bác. Đấy. Cái mật ong hoa bạc hà với lại mật ong khoái thì nó khác nhau về cái ngoại hình cũng như hình thức ấy, thì là khác nhau hoàn toàn. Cái mật ong hoa bạc hà thì sẽ màu vàng chanh, ngả vàng chanh các bác anh chị nhé. Hai loại mật này thì các bác anh chị về sử dụng với lại bột nghệ hay là bột nghệ hay là cái hoa đu đủ đực ấy các bác anh chị thì sẽ rất là tốt cho những người đang bị đường hô hấp, khó thở hay là ho lâu ngày không cắt này, hay là đang bị viêm họng này, đặc biệt là chống lão hóa này, ngăn ngừa ung thư và tăng tuổi thọ của bác anh chị nhá. Đấy, khi bảo các bác anh chị mua hai sản phẩm này từ 2 lít trở lên, cháu Giang cũng sẽ tặng các bác anh chị là một cân miến đấy, hoặc là một cân trà sen mật, hoặc là combo hạt dổi với lại mắc hén để các bác anh chị thưởng thức. Tùy các bạn anh chị lựa chọn những cái sản phẩm nào mà các bạn anh chị muốn sử dụng các bạn anh chị nhá. Thì đây là toàn bộ những sản phẩm mà hiện nay cháu đang bày bán ở trên kênh. Rất là mong cô bác anh chị sẽ ủng hộ cho anh em trong team cũng như là các hoàn cảnh của các bạn anh chị nhá. Còn bây giờ xin mời cô bác anh chị tiếp tục theo dõi video. Người ta có câu cô bác anh chị là trăm người bán vạn người mua, hơn thua nhau ở chất lượng. Của rẻ chưa chắc là tốt, của tốt chưa chắc là rẻ. Vậy nên là khi cô bác anh chị mà có nhu cầu sử dụng những sản phẩm này thì chúng ta không nên xem vào giá cả. Có thể chúng ta mất, ví dụ như cô bác anh chị mà mất bị đau xương khớp, cô bác anh chị có thể là mất tiền 100 triệu đi, cô bác anh chị đi chạy chữa bệnh viện này bệnh viện kia, nhưng mà các bác anh chị chỉ cần sử dụng thuốc nam nhà cháu Giang độ 1 tháng thôi là các bác anh chị đã hết bệnh của anh chị nhá. Còn bây giờ xin mời rất là mong thì các bác anh chị sẽ ủng hộ gian hàng của A Giang TV bằng cách là các bác anh chị có thể là mua những sản phẩm để liên hệ là 0395 596 588 hoặc là 0339106023 để được cháu Giang tư vấn và hỗ trợ các bác anh chị. Bây giờ thì xin mời các bác anh chị tiếp tục theo dõi video. Đi xem nào. Chắc là các bác cũng thắc mắc về hai anh vừa rồi xuất hiện tại trên kênh. Thì với các bác một chút, đấy là những thành viên mới đăng nhập team của anh em để cùng nhau là hỗ trợ là những hoàn cảnh, để hỗ trợ cùng nhau chia sẻ việc đấy các bác. Bởi vì là nhiều khi là một mình cháu Giang hay là một mình anh Khương đi thì cũng một mình thôi, và nên là làm rất là khó những công việc. Đây chắc là lên được thôi nhỉ? Không làm được. Bên kia cao ấy. Không, ông không tính được là bây giờ cái chỗ nước thì bây giờ là ở trong nguồn kia đúng không? Vâng. Chỉ nó ngang bằng sang còn gì nữa, ông thử xem. Ông này không được đâu. Đâu? Đây, đi không được đâu. Có. Ông còn cửa đấy. Đâu ở trước nó lên đây không được nữa. Trước nguồn này ở đâu về? Hả? Nguồn này là ở đâu về? Nguồn này á? Vâng. Bên kia nó bây giờ nó thiếu uống. Ôi, ăn ông nhiều cá đấy nhỉ? Không có rồi. Hôm nọ bắt được còn ít. Còn nhiều không? Bây giờ hết rồi. Ông tắt nước nó đi kiểu gì ấy? À, cái cây nước kia đây. Thế là nguồn của nó là từ đâu không? Đây này. Đây á, theo đường nước này đúng không? Vâng. Nguồn là ở trong này à? Vâng. Thế mà ở trong này thì được không ạ? Vâng. Cái chỗ này thì nó có độ dốc xuống thì bây giờ là mình kéo xuống cái kia nữa mà mình cho nó đâm thẳng sang kia luôn. Vâng. À được. Thì nó thiếu ống. Thiếu ống thì ngày mai ngày kia này bọn cháu xuống để bọn cháu mua. À. Này ông có tiền đâu mà ông mua. Vâng. Cái này, cái này chắc mua lâu rồi, ống này. Ống này lâu rồi. À, bây giờ còn dùng được không? Bây giờ đâu đây tuột hết rồi. Nên lấy lại từng đoạn. Ừ, cái này nối lại được, không là thiếu từ đoạn nào, mới mua một cuộn vào thì một cuộn thì được rồi, nhưng mà cái đường nước này thì không biết là nó có sạch không ông, hay là tận xem á. Đấy các cháu đi giúp à, cứ đi xem rồi. Phải sạch thì mình mới vâng kéo về được, là nếu mà không sạch thì không kéo về được đâu. Chỗ nhà ông này thì cũng rất là nhiều nước các bác. Vâng. Đó đi đường nào đấy em? Đường này đây. Ô, đi tầng kia ra. Vâng. Ồ, như thế thì phải quận hơn quận à? Hơn quận một tí.
ở chỗ nào, cái chỗ mà ông bấy chim kia. Đấy đây, chỗ đấy mà. Đường này mấy hôm nay, mấy hôm qua hôm kia này mưa xối, đi hết đất rồi các bác. Giờ là vật liệu vào không biết làm kiểu gì. Đây nước suối. Ông cứ bảo không có củi ở đây này, nếu mà chịu khó hôm nào thợ không xuống, ông với ông chặt mấy cây củi này về luôn, nó sẽ đỡ hơn củi cái vầu kia. Vâng. Đâu chỗ nào ông ạ? Chỗ ăn. Còn lên nữa. Vâng. Tiếp đi xa đi cơ. Đây. Cái này một quần nó khá đủ rồi ạ. Chắc một quần thì đủ thôi, thì nó lấy cái loại cũ này. Núi. Ờ, phải lấy quận cái cũ để lấy nó. Vâng. Cái loại 50 mét thì chắc là đủ đấy. Quận kia quận 100 mét chứ. Quận 100 mét á? Đó. Ờ, thế thử. Thế thử không thử. Là đủ đấy. Ông đừng bảo ông ấy nước từ ao này đi nhé. Bên kia mà. Ao này họ không nuôi cá không? Không. Ao này nuôi cá thì rất tốt. Vâng, ao của họ. Vâng. Đây là cái lưới mà ông gì để bấy chim các bạn ạ. Vậy thì tiểu điểm nào? Anh đồng quan chim kìa không? Đâu? Có, để cháu đi xem. Không phải đâu. Có. Đâu? Phải. Đây làm gì? Đây đi xem đi. Này này, lấy đây đi. Phải đâu? Lá thôi. Phải chim đâu. Lá đó mà. À. Ấy. Bóp đi. Sáng nay được 4 con đấy. 4 con đẹp lắm. Hả? Nguồn ở đây thôi. Trời mẹ. Hít. Thế này. Ừ. Vâng. Đây nước này cũng là nước nguồn mà. Đây này của họ, uống của họ đấy. Vâng. Ông dám phải cứ được. Đâu? Cứ được đấy. Đâu nước này á? Vâng, cái này. Đây là nước mẹt mà. Rất là ô nhiễm nha, đi vệ sinh nước lại rồi. Đây bác đi dò được cái đường nước rồi, nói chung là cái đường nước thì có thể là sẽ sử dụng được. Vâng. Cái này nó cũng rất là sạch. Và kéo cái nguồn đi thì nó sẽ rơi vào tầm 100 mét rồi đấy. À, tầm 100 mét. 100 mét thì mình có lấy cái đường. Đi thẳng đường này, đi. Không, không đi thẳng đường này. Không, bên kia chứ. Mà. Ông rửa chân chưa? Dạ dạ. Chưa, còn tí vàng khe. Tí rồi cười. Tí được có mà mang vào trong. Không, tí rồi cười cái dây luôn, giặt thôi. Tí ông mà mang vào trong lá là không ai ngồi ăn cơm của ông đâu. Đừng có mà. Bây giờ dưới cũng ướt. Ngàn đi giặt thôi. Hay là ông đi bấy chim ông làm đấy. Ừ. Nếu mà ông là tự bấy đấy thì ông tự... tự đấy à? Tắt đèn ông ơi!
Này cái gì á? Hả mà là hả ấy? Hả có lọc lên này? Không chắc thở lắm này. Nên tôi lọc lên thắng. Tắt nó mày. Chứng tỏ nước ở đây mạnh hết đây. Nhưng mà ở trên kia là nước mà em đi công tập trên nguồn xem là nước nguồn nó to đấy. To. Nhà cao so với cái cây ủ cao hơn nhiều trên chít trên đường trên kia mà. Thì giờ nóng đi xa một tí thôi nhờ. Chắc 100 mét hôm nào xuống thì anh em anh trông mưa so thì hôm anh em mình xuống mình kéo thôi. Vì bây giờ thì kéo thì ở điều gì đi như hàng xóm thì cũng chẳng nhờ được ai cả các bác ạ. Thế thì bây giờ là xin giới thiệu các bác một chút, đấy là những thành viên, hai anh em là hai thành viên mới ở trong team. Họ sẽ hỗ trợ anh em trong suốt quá trình đi làm chương trình thiện nguyện, là họ có thể là không phải giúp một, không phải là giúp đỡ một mình kênh của A Giang, có thể là đi cùng đồng hành cùng anh Khương này, hay là bạn Trình này, hay là anh Quyền, hay là của kênh A Giang nữa. Thì rất là mong thì thời gian sắp tới thì nếu như mà có sự xuất hiện của hai anh em ở trên một bất kỳ một kênh nào đấy của nhóm anh em làm YouTube kết nối yêu thương giữa các hoàn cảnh với lại có bác anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước, thì sẽ nhận được những sự hỗ trợ cũng như là yêu mến mến mộ của tất cả các bác để cùng đồng hành với nhau để giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh hơn các bác nhé. Nhiều khi là ví dụ như một mình A Giang đi hay là một mình của Minh Khương đi làm thì thật sự là nhiều công việc nặng nhọc ấy các bác, thì tự cầm máy quay nữa thì không thể san sẻ cùng với lại hoàn cảnh được đấy. Thì anh em chúng cháu là bắt buộc là phải có nhiều bạn đồng hành để đi cùng để san sẻ công việc với nhau các bác anh chị nhé. Bây giờ thì anh Nghiêm hay là anh Hóa, có thể là hai anh em có thể giới thiệu qua về chút về bản thân để cho cô bác anh chị ở trên kênh cũng như là tất cả mọi người cùng biết về hai anh em được không? Thì, chào Hóa, lần đầu tiên là xin gửi lời chào đến quý ông bà, các cô chú Mạnh Thường Quân và trong và ngoài nước trên kênh A Giang TV ạ. Thì cháu thì cũng xuất thân ở trên vùng miền núi thôi, nên là cũng muốn một tấm lòng là cũng đi kết nối được với các mạnh thường quân để giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn. Anh Khương có cháu Nghiêm à, nói gì không? Xin kính chào quý ông bà, cô bác và anh chị trong và ngoài nước. Cháu Nghiêm thì cũng năm nay thì cũng khá là có lớn tuổi tí rồi, lớn tuổi hơn cả A Giang với cả cháu Trình, à em Trình hay là em Thịnh rồi. Cũng mong là cháu trong thời gian sắp tới thì cháu Nghiêm sẽ được đồng hành cùng mấy em đi giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn trong cuộc sống. Đấy thì rất là mong thì thời gian sắp tới khi mà có sự xuất hiện của hai anh em thì sẽ nhận được những sự hỗ trợ cũng như là yêu mến mến mộ của tất cả các bác anh chị nhé. Còn bây giờ thì ngày hôm nay thì nếu như mà các bác anh chị thấy anh em chúng cháu đi làm mà vui thì các bác có thể là cho anh em chúng cháu xin một lượt đăng ký kênh này, với lại một lượt chia sẻ, một lượt like video để anh em chúng cháu có nhiều động lực hơn để đi kết nối cũng như là đi giúp đỡ nhiều hoàn cảnh hơn các bác anh chị nhé. Còn bây giờ thì anh em chúng cháu xin gửi lời chào, lời chúc đến toàn thể quý các bác anh chị. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác anh chị ở số tiếp theo trên kênh A Giang TV, và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác. Xin chào các bác. Chào anh em, xin chào các bác.